Kính mời quý ông bà, anh chị em lắng nghe và suy niệm tin mừng ngày thứ bảy sau Chúa Nhật 20 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mắt theo. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng, các kinh sư và các người pha ri ngồi trên tòa ông mô -xê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo vì họ nói mà không làm họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta nhưng chính họ thì lại không buồn đồng ngón tay vào họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy quả vậy họ đeo những hộp kinh thật lớn mang những tua áo thật dài họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc chiếm hàng ghế đầu trong hội đường thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một thầy còn tất cả anh em đều là anh em với nhau anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha của anh em vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong một thế giới mà chủ nghĩa hưởng thụ Chủ nghĩa đề cao cá nhân đang ảnh hưởng nhiều tới não trạng của con người thời đại. Thì tiêu chuẩn để đánh giá sự thành công và vĩ đại của một người chính là sự giàu có về của cải, có chức quyền cao trọng, được nhiều người tôn vinh. Người ta cố gắng kiếm nhiều tiền, thích làm bất cứ điều gì mình muốn, tận hưởng những tiền nghi sang trọng, thức ăn ngon, xài hàng hiệu đắt tiền. Để được người ta kính nể và người khen, phải chăng đó là tất cả những gì có thể làm cho một người trở nên vĩ đại thật sự? Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta một cách rõ ràng, sự vĩ đại thực sự nằm ở sự phục vụ và khiêm nhường. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên một cuộc sống lý tưởng của sự thành công và cao cả nhất là cuộc sống biết hy sinh phục vụ người khác một cách khiêm tốn nhất có thể chứ không là lối sống quy về mình nung chiều đam mê của bản thân và tận hưởng xa hoa sang trọng chúa giê xu hôm nay đã dùng hai từ ngữ làm lớn hơn cả và từ phải đi cùng nhau nhằm nhấn mạnh cách để trở nên thực sự vĩ đại là hãy sống khiêm nhường, sống trung thực và sống cho, sống vì người khác. Điều này đi ngược lại với quan niệm về sự vĩ đại của con người. Thường các ông lớn có chức có quyền thường được phục vụ và được người khác trọng vọng. Ai cũng muốn làm bề trên kể cả chứ không muốn làm người phục vụ. Lời Chúa đưa ra cho chúng ta phải dứt khoát với một chọn lựa cơ bản trong cuộc sống Đó là chọn sống cho chính mình hoặc chọn sống cho người khác Và chính Chúa đã nêu gương mẫu khiêm nhường cho chúng ta Vì lòng kính mến Chúa Cha và yêu thương nhân loại chúng ta Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang Mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phạm nhân sống như người trần thế người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết chết trên cây thập tự chính vì thế thiên chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết đến mẹ thánh teresa kankutta mẹ là một người phụ nữ vĩ đại được cả thế giới tôn vinh bởi mẹ đã cúi mình xuống để yêu thương và phục vụ, nhất là phục vụ những con người cùng khổ nhất. Như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói về mẹ trong Thánh lễ Phong Thánh. Mẹ đã chọn không chỉ là người bé nhỏ nhất, nhưng là nữ tỳ của những người bé nhỏ nhất. Sự vĩ đại của mẹ ở nơi khả năng trao tặng mà không tính toán chi phí, không một sự trao tặng hết sức mình. Trong ngày thứ bảy, chúng ta cũng nhớ tới một gương mẫu tuyệt vời về sự khiêm nhường và phục vụ. Phụ. Đó chính là mẹ Maria, mẹ chúng ta. Mẹ đã khiêm tốn từ xưng mình là nữ tỳ của Chúa, hoàn toàn từ bỏ ý riêng của mình để xin vâng theo thánh ý Chúa và mẹ đã yêu thương tận tình phục vụ người khác một cách âm thầm lạy chúa xin cho chúng con biết chắc bắt trước gương mẫu của chúa và mẹ maria để chúng con biết khiêm nhường biết luôn quan tâm tới lợi ích của người khác và sẵn sàng hy sinh phục vụ họ cách vô vị lợi hầu ngày mai chúng con cũng được chúa tôn vinh và để chúng con chia sẻ hạnh phúc vinh quang đích thực trên thiên đàng amen